Hội Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị các sở ngành liên quan của thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành bởi những hạn chế về mặt bằng, nhà xưởng, công nhân, kỹ thuật và vốn. Theo ông Đỗ Phước Tống, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp cơ khí trong nước hiện nay là chính sách về thuế khiến cho doanh nghiệp nội thua kém sức cạnh tranh, doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện phụ tùng sản xuất máy móc cơ khí thì chịu thuế nhập khẩu, trong khi đó doanh nghiệp nhập khẩu nguyên máy về sử dụng thì thuế suất bằng không, dẫn đến nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất máy móc không cạnh tranh nổi với máy nhập khẩu. Ngoài ra, các doanh nghiệp ngành cơ khí hiện rất cần cơ chế hỗ trợ của chính quyền thành phố để có mặt bằng xây dựng nhà xưởng, đào tạo công nhân kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp, vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Trước đó, vào năm 2014, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh từng đưa ra số liệu cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh có đến 97% doanh nghiệp cơ khí là doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ, phân bố rải rác trong khu dân cư.